Trong khuôn khổ các hoạt động tổng kết hoạt động khoa học công nghệ nổi bật của ngành công thương giai đoạn 2016-2020 và định hướng giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045, Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo chuyên đề phát triển hệ thống các tổ chức khoa học công nghệ công lập gắn với định hướng hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của ngành công thương giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng trong tiến trình hoàn thiện báo cáo, định hướng phát triển các tổ chức khoa học công nghệ, công lập ngành công thương giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 do Vụ Khoa học và Công nghệ soạn thảo, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất về định hướng, giải pháp phát triển các viện trong giai đoạn tiếp theo. Những ý kiến trao đổi thảo luận thẳng thắn và cởi mở tại hội thảo sẽ được Vụ Khoa học Công nghệ tập hợp để hoàn thiện dự thảo, báo cáo định hướng phát triển cùng lộ trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời là căn cứ đề xuất lãnh đạo Bộ có những quyết sách phù hợp trong phát triển mạng lưới tổ chức khoa học công nghệ công lập của Bộ Công Thương trong giai đoạn tiếp theo.